Hello, xin chào tất cả các bạn, mình là Chun Kun. Ở video lần trước, mình đã hướng dẫn các bạn cách cài app auto câu cá Smart Auto Clicker. Thì mình mới chỉ các bạn đến đoạn thả cần, nhận diện giờ chấm than, giật cần và bảo quản. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn nốt phần còn lại, đó là sửa cần, đóng ba lô và bảo quản rác. Đừng quên nhấn like và đăng ký kênh để ủng hộ mình lên 10.000 lượt đăng ký nha. Ok, chúng ta cùng bắt đầu nào. Ok, bây giờ thì chúng ta sẽ đợi đến lúc nó hỏng cần. Khi hỏng cần thì nó sẽ xuất hiện cái dòng chữ như thế này: vật phẩm đã bị hỏng rồi. Nhân tiện đây thì mình sẽ lấy luôn cái khung chữ này để nhận diện mỗi khi hỏng cần. Mình sẽ thêm một cái setting mang tên là hỏng cần. Bây giờ thì mình sẽ chụp cái khung chữ này lại. Ok, dung sai 1%. Và hành động sẽ là gì? Click. Mỗi khi hỏng cần thì mình sẽ phải vào ba lô để sửa cần. Vậy nên mình sẽ đặt vào vị trí ba lô. Sau khi click thì chúng ta sẽ thêm một lệnh chờ. Mình sẽ để thời gian chờ là 2000, tương đương với 2 giây. Từ cái lệnh hỏng cần trở đi thì chúng ta phải đưa lên đầu danh sách thì mới có thể hoạt động được. Các bạn bấm vào reorder. Sau đó giữ thanh này và kéo nó lên trên. Ok, các bạn lưu lại cho mình. Như vậy là app đã tự động nhận diện hỏng cần và bấm vào ba lô. Bây giờ thì mình sẽ cài thêm nút sửa cần. Mình sẽ đặt tên cho nó là sửa cần. Đến đây thì các bạn chụp cái khung sửa màu đỏ này cho mình. Dung sai 1%. Chúng ta sẽ thêm một hành động. Click. Các bạn hãy di chuyển con trỏ và chữ sửa. Sau khi click thì các bạn thêm một lệnh chờ cho mình. Thời gian chờ vẫn là 2 giây. Và phần sửa cần thì các bạn tiếp tục đưa lên trên. Để sau vị trí hỏng cần. Ok, mình sẽ chạy thử xem mình đã cài đúng chưa. Hỏng cần này, mở ba lô này, sửa cần này. Ok, đến đây thì mình sẽ thêm một lệnh click cho nó. Các bạn bấm vào phần sửa cần mà ban nãy chúng ta vừa cài đặt. Sau đó mình sẽ thêm một hành động. Click.
vị trí click thì mình sẽ đặt ở khung giá tiền. Sau khi click thì mình sẽ thêm một lệnh chờ. Thời gian chờ là 2 giây. Và mình sẽ cho nó chạy lại. Ok, bây giờ thì mình sẽ thêm một lệnh khi đã sửa xong. Cách làm thì cũng tương tự như các lệnh khác. Mình sẽ chụp màn hình phần khung chữ có lại. Dung sai vẫn là 1%. Thêm một hành động. Click. Đặt con trỏ vào chữ có, sau đó lưu lại. Lệnh chờ chúng ta cũng để 2 giây. Đưa phần đã sửa xong lên trên, sau phần sửa cần. Sau khi sửa cần xong thì chúng ta sẽ làm gì? Chúng ta sẽ phải đóng ba lô lại để tiếp tục câu. Vậy nên mình sẽ thêm nút đóng ba lô. Điều kiện để đóng ba lô là gì? Thì mình sẽ chụp phần màu trắng ở dưới chỗ sửa cần. Bởi vì sao? Bởi vì chỉ khi đã sửa cần xong rồi thì mình mới cho phép nó đóng ba lô. Dùng sai mặc định là 1%. Tiếp theo, hành động sẽ là gì? Click. Mình sẽ đặt con trỏ và dấu X để đóng ba lô. Thời gian chờ sẽ là 2 giây. Mình sẽ đưa lệnh đóng ba lô lên sau lệnh đã sửa xong. Ok, như vậy là chúng ta chỉ còn cài đặt nút và quản rác nữa là xong. Bây giờ thì mình sẽ thêm một lệnh mới, cũng tương tự như các lệnh khác thôi. Khi làm đến đây thì chắc hẳn các bạn cũng đã quen rồi, phải không nào? Mình sẽ chụp cái chữ bảo quản này lại. Di chuyển con trỏ đến phần bảo quản. Thêm một lệnh chờ khoảng 2 giây. Xong nút bảo quản rác nha. Và đây là tổng hợp các nút mình đã cài. Trên đây là toàn bộ hướng dẫn về cách auto câu cá Play Together bằng ứng dụng Smart Auto Clicker. Ở video sau, mình sẽ tổng hợp tất cả các lỗi và cách khắc phục khi sử dụng ứng dụng này. Nếu các bạn có vấn đề gì không hiểu thì hãy comment ở phía dưới, mình sẽ giải đáp các thắc mắc cho các bạn. Đừng quên nhấn like, share và đăng ký kênh để ủng hộ mình ra những video tiếp theo nhé. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye.